Một lựa chọn đẹp đẽ trong phân khúc xe số 50 phân khối, kiểu dáng gọn gàng, thiết kế trẻ trung đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng Ali với mức giá khoảng 15 triệu đồng. Tôi đang muốn nói về chiếc xe 50 SE phiên bản mới với rất nhiều những thay đổi và nâng cấp. Xin mời anh em hãy cùng theo dõi video. Đó chính là những cái điểm rất thú vị về sản phẩm 50 SE đến từ thương hiệu xe nổi tiếng Ali này. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá xem sản phẩm này nó sẽ có những đặc điểm nổi bật và thú vị nào nhé. Đầu tiên, đây là một chiếc xe trong phân khúc 50 phân khối. Nó sẽ rất phù hợp với những ai muốn di chuyển trong một quãng đường nhỏ, ngắn, hoặc là với những ai học sinh, sinh viên mà các bạn chưa có bằng lái xe, thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta có một cái phương tiện tốt để chúng ta di chuyển, đi học, đi làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá về những cái phần ngoại hình bên ngoài của cái sản phẩm này. Thực sự phải rất nói ấn tượng về cái màu xanh min này. Ấn tượng nhỉ? Thực sự là rất ấn tượng luôn về cái màu xanh min này. Trông nó... nói về cái ngôn ngữ theo kiểu là các bạn trẻ, trông nó rất là cute, trông nó rất là cute, trông nó rất là đáng yêu. Nhìn nó kết hợp với cái màu trắng này, thực sự khi mà đi cái chiếc xe này ra ngoài đường nhá, chắc chắn là nó nhiều khi nó còn nổi bật và ấn tượng hơn nhiều cái xe đắt tiền khác đấy. Bởi vì có một cái kiểu form thiết kế và cái màu sắc trông rất là hay, trông rất là ấn tượng. Mặc dù nó nổi đấy nhưng mà nó không làm cho mình cảm thấy nó quá là hầm hố, nó quá là lố hay quá là màu mè. Nó có điểm nhấn thôi và mình rất là thích cái kiểu thiết kế này. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về phần đèn của nó. Đây là phần đèn chính này, hình tròn này, với form dáng thiết kế nó cũng rất là quen thuộc và rất là cổ điển. Thế còn ở đây thì lại là một chi tiết rất đáng tiền. Một cái hệ thống đèn xi nhan lại được đặt luôn ở trong phần đầu xe, dán chặt vào luôn. Và cái giải đèn này trông nó rất là đẹp, trông nó rất là hiện đại trên một cái form dáng rất cổ. Ở phần đầu này, hầm hố phết nhở. Một cái phần mạ với tên thương hiệu là Ali ở đây, nó làm cho cái phần đầu xe này nó không bị quá là trống trải, trông nó có điểm nhấn hơn. Và chúng ta sẽ có một cái giá chờ đặt ở khu vực này. Đây sẽ là cái giá chờ giúp chúng ta có thể lắp được giỏ xe. Bởi vì cái phần cốp này thì chúng ta sẽ không thể để cái đồ gì được, mà nó sẽ chỉ có phần mở ra để đổ xăng thôi, nó không có cốp. Cho nên cái giá chờ này nó sẽ có cho chúng ta một cái giỏ xe lắp ở đây. Trông nó vintage luôn, thực sự là trông nó rất là yêu nếu chúng ta lắp thêm cái giỏ xe này. Vừa đựng được đồ mà vừa trông nó cũng thẩm mỹ và thời trang nữa. Một chi tiết nữa của cái dòng xe Coupe 50 SE này mà nó được cải tiến, đó chính là cái vành này thì nó đã được cải tiến hơn. Và đây là một cái chi tiết giúp cho cái xe nó vừa có tính thẩm mỹ và cái chất lượng xe nó cũng trở nên tốt hơn so với những phiên bản cũ. Ở đây chúng ta có cái phần để chân được làm cũng rất là ok này, với một cái phần cao su được ốp bên ngoài giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm nó êm ái, và về mặt ngoại hình nhìn trông nó cũng thân thiện hơn. Nó không bị cảm giác rằng là nó quá là sắc, nó quá là bén hay nó quá là kiểu kim loại, giúp chúng ta cảm thấy có những cái trải nghiệm nó không được quá dễ chịu. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần yên được tách đôi ra như này, phần yên chính cũng như là cái phần yên phụ phía sau, và cái phần hệ thống giảm sóc. Khi mà mình đi á thì mình thấy thực sự là cái phần giảm sóc của chiếc xe này hoạt động rất là tốt. Về cụm đèn ở phía sau, chiếc xe này nó cũng được thiết kế rất là hay. Cụm đèn này được gắn với một cái hệ thống chất liệu cao su, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể bẻ lên bẻ xuống được. Cái chi tiết này rất là hay này, bởi vì là nó giúp cho chúng ta đỡ bị vỡ đèn hoặc đỡ bị gãy cái phần đèn xi nhan này. Bởi vì mình thấy rằng là có rất là nhiều chiếc xe khi mà chúng ta để ở trường học ấy, chúng ta kê, chúng ta gửi xe ở trường, có rất nhiều chiếc xe đặt xung quanh và cái diện tích đặt cho từng chiếc xe là nó nhỏ và nó dễ bị va quyệt đụng vào nhau. Thì cái phần đèn này là phần dễ bị tổn thương nhất này, rất là hay bị gãy, rất hay bị móp, rất hay bị xước hoặc là vỡ. Thì đây, với thiết kế này, nó mềm dẻo như thế này, hoàn toàn là dễ chịu và giúp cho cái xe nó đỡ bị hỏng. Đây mình chỉ thấy rất là thông minh. Rồi và đó là những cái chi tiết về mặt bên ngoài chúng ta nhìn qua chúng ta cảm nhận được. Bây giờ mình sẽ liệt kê ra những cái thứ nổi bật và rất là ấn tượng của dòng xe Ali Coupe 50 SE này. Chúng ta sẽ cùng liệt kê ra những đặc điểm nổi bật của sản phẩm này. Đầu tiên đó chính là chiếc Ali này, nó đến từ Ali, một thương hiệu xe rất nổi tiếng, tập trung rất nhiều những cái sản phẩm trong phân khúc xe 50 phân khối. Và rõ ràng với một sản phẩm đến từ một thương hiệu nổi tiếng, một thương hiệu có uy tín và chất lượng, thì đây sẽ là một trong những thứ gọi là dán được một cái tấm mác đảm bảo lên cho người dùng để chúng ta yên tâm hơn. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một đặc điểm nữa là với một cái giá xe khoảng 15 triệu đồng, một cái phân khúc xe phải nói là nghe rất hấp dẫn, nghe rất là rẻ, rất là thân thiện với những túi tiền của người dùng. Nhưng toàn bộ cái hệ thống đèn của chiếc Coupe 50 SE này là full LED các bạn nhé. Sáng cực kỳ, độ sáng cao này, khả năng chiếu sáng xa này. Và thực sự nhìn rất là đẹp khi mà chúng ta bật đèn lên, nhìn nó yêu luôn. Đây là một trong những cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm này.
Điểm tiếp theo cũng rất là ghi điểm của chiếc Ali này, đó chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đi 100 km thì chiếc xe này chỉ ăn mất có 1,5 lít xăng thôi. Và 1 lít xăng bây giờ khoảng là 16.000, vậy thì 1,5 lít nó rơi về 16 cộng với 8 là khoảng 24 lít, đúng không em? 24.000 chứ đúng không? 24.000 mà đi được 100 km thì rõ ràng là tính ra rẻ thật sự đấy. Chúng ta đi học mỗi ngày chắc trung bình chục cây mà đi 100 cây mới có 24.000, mỗi ngày đi có 2.500, quá rẻ luôn. Thực sự đây là một sản phẩm mà mình cho rằng nó sẽ rất là vừa, rất là phù hợp với những ai mong muốn có một cái phương tiện đi lại tiết kiệm nhiên liệu. Rồi tiếp theo đó sẽ là trải nghiệm lái của mình. Bây giờ mình sẽ đi thử và cho các bạn biết một vài những cái trải nghiệm khi chúng ta đi trên chiếc Ali Coupe 50 SE. Tiết kiệm nhiên liệu nhưng máy rất khỏe, đi hoàn toàn là thoải mái. Nếu như bạn nào có một cái tâm lý e sợ rằng chiếc Coupe 50 này đi những cái đoạn đường mà nó hơi dốc một chút hay nó khó khăn đi một chút thì sẽ bị yếu, thì không các bạn nhá. Đi rất là thoải mái, cái đường như thế này thì đi hoàn toàn là thoải mái, không có vấn đề gì cả. Và cái sức mạnh của chiếc xe này là một thứ mà ban đầu mình cũng hơi lo lắng, nhưng bây giờ thì mình đã hoàn toàn yên tâm rồi. Các bạn cũng như vậy, hãy yên tâm về sức mạnh của chiếc Ali Coupe 50 này. Tiếp theo là cái cảm giác của mình ở phần chân, chân trái, khi mà mình đạp số, vào số, lùi số các thứ thì mình thấy rằng nó rất là dễ dàng và vào rất là mượt. Nói chung là cái trải nghiệm nó không làm cho mình có bất cứ một cái gì bị khó chịu hay là cảm thấy than phiền vì cái sự phản hồi của chiếc xe này cả. Nói chung thì mình thấy rằng đi tiết kiệm nguyên liệu, đi dễ dàng, không có vấn đề gì cả, và sức mạnh máy ok, không có cái gì khiến chúng ta phải lăn căn về chiếc Coupe 50 SE này cả. Vậy thì tổng kết nào, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm như thế nào đây? Chúng ta sẽ có một chiếc xe với một cái phân khúc 50 phân khối và giá của nó rất rẻ, chỉ có 15 triệu đồng thôi, bán tại Xe Bảo Nam với một mức giá rất là tốt. Thì các bạn hoàn toàn có thể lưu ý về cái mức giá này. Đây chắc chắn là một cái mức giá mà mình thấy rằng nó tương đối là hời cho người dùng để chúng ta có thể sở hữu và trải nghiệm được một cái chiếc xe nó đẹp và nó đi tốt đến như thế này. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm xe với một cái ngoại hình nó độc đáo. Nó giữ được cái form dáng cổ điển, nhưng mà đặt lên trên đó những cái thứ nó rất là công nghệ như đèn LED này, đồng hồ điện tử này, rồi vân vân và mây. Vậy thì cuối cùng ai sẽ là những người khách hàng phù hợp với chiếc xe này đây? Đó sẽ là những người có nhu cầu đi lại nó những cái quãng đường ngắn, những quãng đường nhỏ này, học sinh, sinh viên này, và đặc biệt là những cái người mà không quá sẵn sàng bỏ ra hơn 20 triệu để mua xe trong cái phân khúc 50 phân khối này. Không muốn quá là chú trọng phải là xe tay ga, chỉ cần là nó rẻ và đi được ok thì 15 triệu đồng rất phù hợp luôn. Ok, và đó là những cái đánh giá của mình, nhận định của mình về chiếc xe Coupe 50 SE đến từ thương hiệu Ali và đang được bán tại Xe Bảo Nam. Có bất cứ thông tin nào các bạn cần quan tâm hãy truy cập vào Xe Bảo Nam để cập nhật thêm, hoặc là nếu có câu hỏi gì cũng sẽ comment bên dưới để mình có thể trả lời các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.